Khi nghiệp đã đến rồi thì đừng nói tới cái tài năng. Chứ bình thường con người vốn tự cao, chúng ta nghĩ rằng ta thông minh. Khi mà phúc còn thì ta tính chuyện này, ta xoay sở chuyện kia và đều đạt được ý nguyện. Ta bắt đầu có cái suy nghĩ rằng bởi cái tài năng của mình ta sẽ làm được nhiều điều trong cuộc sống này. Ai cũng vậy, nhất là những người có phúc. Càng có phúc chừng nào lại càng mắc cái bệnh tự cao chủ quan chừng nấy. Nên nếu là nói người nào là người mà ít tin nhân quả nhất thì chính là những người có phúc nhiều. Đây là điều rất là lạ. Lẽ ra cái người có phúc nhiều là người phải tin vào cái đạo đức nhân quả. Nhưng điều ngược lại là những người có phúc nhiều là ít tin nhân quả. Vì sao vậy? Bởi vì chính cái phúc làm cho họ được thành công như ý nguyện. Nên là họ muốn cái gì, họ tính cái gì, họ sắp xếp cái gì, mọi việc nó theo ý họ hết. Thế là làm cho họ phát sinh ra một cái ý niệm chủ quan, cứ nghĩ mình là giỏi. Và hễ mình tính cái gì, mình muốn cái gì là mình được. Không biết rằng chính cái phúc bí mật ở đằng sau đã sắp xếp những điều đó. Nhưng mà sống trên đời vậy, khi mà ta chủ quan, ta tự cao, ta kiêu ngạo thì chắc chắn là ta sẽ phạm sai lầm. Khi ta phạm sai lầm nghĩa là ta bắt đầu tạo tội, ta khinh người, ta hại người, vân vân, ta làm khổ đau cho người, vân vân như vậy. Thì đến lúc nào đó cái quả báo đến ta phải trả. Mà khi quả báo đến ta phải trả rồi thì ta bế tắc, bó tay, xoay sở tính toán gì cũng thất bại, cũng thất bại. Nên con người đến chừng mà thất bại và thất bại nhiều lần rồi thì mới bắt đầu khiêm tốn, mới bắt đầu khiêm tốn. Nên vì vậy chúng sinh như chúng ta lại đi tìm cái phúc, cho cái phúc là quan trọng. Vì nghĩ rằng là có phúc rồi mình mới sống sung sướng và mình tránh cái tội, vì cái tội làm cho mình khổ đau. Nhưng ở trên chư thiên chư Bồ Tát thì lại nhìn ngược lại. Chư thiên chư Bồ Tát lại không cần cho chúng ta giàu sang, cũng không sợ chúng ta phải đau khổ. Mà trên Bồ Tát lại cần chúng sinh cái gì? Cần chúng sinh học được cái sự khiêm tốn. Cần cái này hơn. Vì chúng ta có khiêm tốn, cái ngã chúng ta mới hạ xuống, chúng ta mới mở lòng với những đạo lý cao thượng, và chúng ta mới có thể tiến tu được. Còn lúc chúng ta phúc đang đầy, chúng ta tự cao, chúng ta đóng lòng mình lại, chúng ta không đón nhận được đạo lý, coi vậy chứ lại là nguy hiểm. Nên đôi khi có lỗi lầm, đôi khi có khổ đau, mà lại là những chất liệu quý cho cuộc sống này.